Dạ, mến chào anh chị đã quay trở lại với kênh xe rùa hàng Nhật Bãi của em nha. Bên em hôm nay mới dọn được cái con xe rùa này thì em sẽ lên cho anh chị xem và tham khảo ha. Con này là 4 bánh 2 cầu lái vô lăng trợ lực máy dầu nha anh chị nha. Máy dầu ha. Thì những anh chị nào mà đang cần những cái dòng này máy dầu thì chốt nha anh chị. Tại vì nói chung con này rất là đẹp ha. Rồi em sẽ vô chi tiết ha. Nói chung con này thì bên em đã sơn lại cái màu xanh này là sơn lại rồi ha. Đó, còn lại là nguyên rin nha anh chị nha. Bên em bán là em có sao em nói vậy ha. Nói chung con này rất là đẹp. Xanh này là rin nha anh chị. Đó, em chỉ sơn lại bốn cái bẩn bẩn thùng thôi ha. Đây. Con này rất là đẹp. Con này trọng tải 600 kg nha anh chị. Đó, đây ha. Con này là lái vô lăng trợ lực nha. Nói chung những con này nó cũng y như cái con máy xăng em quay thôi, nhưng mà con này là máy dầu. Máy dầu ha anh chị ha. Đó, lô cái ghế rin của nó về rách rồi nên em bỏ cái ghế mới vô ha. Đây bánh nó nha, bánh bánh là như mới nha, không rạn nứt gì đâu anh chị ha. Nè anh chị xem khung sườn của nó nè, màu xám rin nha. Bên em là có sao là em nói như vậy cho em không có thêm bớt gì đâu. Đó. Máy rin luôn ha. Đây bên tay bên bóng sàn gầm rồi là không mục nát rỉ chỗ nào đâu nha anh chị nha. Đó, cái miếng lót chống nắm này nó vẫn còn nguyên luôn. Đó. Đây, cục dầu chà bá luôn. Chà bá lưỡi luôn ha. Đây bánh sau bằng bánh trước luôn nha anh chị nha, rất là đẹp ha. Đó, em sơn lại mấy cái bẩn này nó màu nó không được đẹp nên em đã sơn lại mấy cái bẩn rồi, còn lại là nguyên rin nha anh chị. Thùng con này ngang 1m1, dài 1m8, 1m9 đó nha anh chị nha. Đó. Nói chung là cái này nó ngoài thời gian nó ấy thì nó nước sơn nó hơi xấu nên em đã sơn lại. Còn đầu thì rin nha. Đó, không có mục nát gì đâu anh chị. Đó, những anh chị rất là nhiều anh chị cần những cái dòng này thì chốt liền nha, tại vì cái dòng này về máy dầu nó rất là hiếm nha anh chị nha. Ngang mét 2 dài mét 9 nha anh chị. Đó, ngang mét 2 dài mét 9 ha. Bình lô. Em bỏ bình này cho anh chị xài nha. Tại vì nói chung hàng Nhật Bãi bình nó về là nó hư cho nên em sẽ bỏ bình này cho anh chị. Đó, con này đi đầu Kubota này, 9,5 người nha anh chị nha. Cái dòng này 9,5 người là nó rất là mạnh ha. Còn có những cái xe nó có 6-7 ngựa không ăn thua đâu nha anh chị. Đó, bên em mà có sao em nói như vậy. Và con máy ấy, em quay sao về anh chị nhận hàng y như vậy nha. Không khác chút nào đâu ha. Nói chung là em chỉ qua vệ sinh rửa xịt hơi tí dầu cho nó bóng bóng tí thôi. Chứ còn nó quay sao là nó y vậy nha. Đây con này là bên, cái này là bên của nó, cái này là thỏ rùa. Ai số của nó đi nha anh chị, 2 tới 1 dê ha. Nó có thỏ rùa thì nó thành 4 tới 2 dê nha anh chị. Đây là gạt cầu ha. Đó. Chạy 2 bánh 4 bánh. Cầu trước cầu sau á. Đó rồi bây giờ em sẽ test máy cho anh chị xem nha. Nói chung con này đẹp ha. Em là em bán có sao em bán vậy nha. Em có lừa đảo ai đâu anh chị, nên anh chị mua xe hàng của em là yên tâm ha. Cái đầu là rin nha. Nước sơn rin, còn phía sau thùng là em đã sơn lại rồi. Bốn bánh là như mới nha anh chị nha, không răng rạn nứt cái gì đâu ha. Nói chung những cái dòng này máy xăng này nhiều, máy dầu rất là hiếm cho nên anh chị nào cần máy dầu thì nên chốt liền ha.
bên em còn rất là nhiều xe rù ha. Và cũng mong anh chị rằng coi được cái video của em, thích em thì cho em một nút đăng ký để em có động lực lên những cái video và lấy về những cái con xe rù độc lạ đẹp cho anh chị ha. Chị cứ mua hàng bên em thì yên tâm ha. Số điện thoại em là 0835585879. Em ở thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng nha. Anh chị nào có ở gần á, thì cứ đến xem thoải mái nha anh chị. Con này giá em bán tại cửa hàng là 60 mấy triệu nha anh chị nha. Anh chị xem cảm thấy phù hợp thì anh chị chốt ha. Con này nói chung nó rất là đẹp. Rồi mến chào anh chị nha. Chúc anh chị một cái ngày làm việc thật là vui vẻ và hạnh phúc ha. Hẹn gặp anh chị ở cái video tiếp theo nha.